Xin chào anh em, hôm nay mình giới thiệu đến mọi một cái máy cắt sắt của Hyundai. Cái mã số của máy cắt sắt này là HCS355S. Hyundai HCS355 trang bị động cơ điện công suất mạnh mẽ lên đến 2400W, tốc độ 3900 vòng phút, giúp máy có thể hoạt động liên tục trong thời gian dài mà không bị giảm chất lượng. Đĩa cắt sắc bén, rắn chắc, cung cấp tối ưu khả năng trong việc cắt các thanh sắt được nhanh chóng và hiệu quả. Vỏ máy cắt sắt làm bằng chất liệu cao cấp với kết cấu rắn chắc, không rỉ sét, chịu lực tác động mạnh trong quá trình sử dụng mà không hư hại đến máy. Bộ phận che chắn được làm từ vật liệu chất lượng cao, không bị biến dạng sau một thời gian sử dụng. Đường kính lưỡi cắt 355mm, chuyên dùng để gia công cắt cơ khí, cắt vật liệu như thép, nhôm, kim loại. Trong công trình xây dựng, nhà máy, các ngành công nghiệp. Công suất mạnh mẽ, cắt nhanh phù hợp với nhiều công trình xây dựng, nhà máy, các ngành công nghiệp. Có độ bền cao, chịu được ảnh hưởng của công trình. Lưỡi cắt lớn, làm từ chất liệu chuyên dụng có độ sắc bén cao. Rồi giờ mình sẽ cắt máy cho các bạn xem qua máy cắt như nào nhé. Các bạn nhìn qua sẽ thấy máy cắt cực ngọt và nhanh, cực kỳ hợp cho ai làm công trình xây dựng hay gia đình nhé. Mọi người ai có nhu cầu thì liên hệ qua số điện thoại mình ghi trên màn hình hoặc nhắn trực tiếp dưới phần bình luận để được hỗ trợ sớm nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ kênh Điện Máy Vina. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo.